Chào mọi người nha. Hôm nay vẫn nghề cũ các bạn, dở trà các bạn. Giờ này cũng 9 giờ mấy à. Mấy anh chuẩn bị vô ăn cơm à. Không có đường lối ra nữa. Đây nguyên một dàn bầu hết sức đẹp. Xuống dưới đây mới phơi nè. Hấp dẫn nè. Xuống dưới đây mới hấp dẫn nè. Nó thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Cháy lúc nhúc lúc nhúc nhóc chơi các bạn. Cho nhỏ nhỏ chả nắng thiệt tình rồi quay vô nè. Ồ cháy lư chứ nè, này mà có cái gô kho bầu một cái thì thôi luôn, cháy đã để giống rồi các bạn, chà bá luôn à. Ra tính coi mấy anh quay mấy anh dễ chạm chút, gặp dàn bầu đã quá. Ôi đủ đủ nè, vàng cây cho không bé. Ô con nè, mấy đất mà nuôi mấy hầm nuôi cá các bạn, trồng đủ đủ tốt lắm. Nè biết ngoài này có ra đây mua rồi đâu ta, thuốc dồi các bạn, thuốc dồi này chỉ thuốc đó, màu tím đẹp ha. Bây giờ mình kiếm đường ra ngoài. Ủa bên kia có cây đủ quá trời trái rồi kìa, có cây đủ rồi nè. Ôi đủ giống ngộ nách ra 2-3 trái rồi bạn nè, đây nách mà nó ra 3 trái nè, ngộ ta, như này nó nách ra 2 trái nè. Rồi có trái đủ chín nè, bên kia ăn trái nữa. Đây đây không thấy chủ vườn đâu luôn, đủ rồi trái hết mấy bạn ơi. Đu đủ bầu này, dưa gan nè, dưa gan giống như trái dài nè. Ờ bị sâu rồi. Ồ, trái dưa gan đẹp quá. Ai cũng bút hết. Lục bình. Giờ người ta bị tiểu đường nhiều quá trời liền. Dạ. Bó vậy 5 ngàn gì không? 5 ngàn bó. Thường tao đó. Bạn dám mua xăng mới tại. Xăng thường tao đó. Ủa hả? Mời thằng cá hay gì á? Mời cá. Tao đổ á. Con tao đổ có chút xíu xíu à. Cái này nó giống như xài bơm. Cái này 18 đi bán, giờ bà xài ở dưới đây là của nhỏ này. Dạ. Ở trên kia thì của thằng Vũ. Dạ. Ủa xài này là xài bơm phải không cô? Đúng rồi, người kia xài bơm, người kia xài hòn, người kia xài sớm. Này hàng này là đồ ngon mà. Tôi đủ giờ mới sáng thấy nhóc hết trơn luôn. Trời ơi, hôm đó nước ngập nó chết hết trơn chứ không phải nó không chết. Dạ đủ này nó ông nội nó bán chưa nổi. Lộ xình mấy bạn ơi. Lội sinh. Đường ra gian nan. Đẩy ra tiếp hay gì. Tới nơi rồi các bạn ơi. Giờ này là 12 giờ nha các bạn.
dở cũng xong trà rồi chuẩn bị lặn rồi. Cách đi thuyền kiểu mới rồi. Lên tôm kìa, có con tôm. Có cái gọng không? Nãy cái gọng thấy bên kia rồi. Cái gọng đâu rồi? Nãy bên chùa bên kia thấy có cái gọng mà. Không. Trà lú là có tôm rồi, trà luôn đó bạn. Đây con tôm đầu tiên. Con gì? Lóc. Ôi, trời lặn ngồi được cái lóc luôn trời. Ghê hả? Lóc 700g rồi. Ôi ôi kìa. Đó đó, bắt được luôn. Đó đó. Đó đó. Lóc trà bá luôn. Đây, cái nóc trường á. Tôm nữa. Đâu kìa. Giục đây đi anh, giục đây đi em lượm đây đắng cho, giục lại đi. Đó. Một hai em. Quẹo quá. Ơi, con tôm này gạch nè. Xong rồi. Đồng tài nó chết. Một con nhỏ. Nhỏ. Nuôi luôn. Nuôi một lùi tôm luôn. Một giống cây trồng rồi đó. Ừ. Dồn nó lóc nhảy quá trời. Cho mấy bạn coi tôm nó giờ mò nè các bạn. Ui. Quá phê. Trời ơi, thằng VIP. Lóc ghê gớm thiệt. Ơi, ốc hai lóc kìa. Ốc như chập chim vậy. Ngay chăng chỗ đó đó. Nhớ rồi đó. Đợi đi con. Nó chìm các bạn. Cho nó vô nước đó. Nước vô. Đó. Chưa đầy 1 phút rồi. Nước vô. Cái hậu mày giật bằng cái linh bớt cái hậu. Nè, ngay
nào mất chỉ hoài đụng mấy chục năm rồi nó muốn nó chết. À thôi dạ không đủ tiền thấy bởi vì tôi đâu có lấy vợ làm về họ vậy. Cá nhiều con cá nó đẹp luôn rồi. Ôi trời. Cá tại gì rồi? Cá tại gì nè, đồ quá mà nó đủ. Đổ nhập này là vô thùng chạy đi chợ là vừa đó. Mấy càng tôm rồi. Bán không? Tại không mua con tôm giờ thấy được rồi. Mấy triệu. Nhóc chân rồi. Cá gai không còn tay vô bắt. Cá nhiều cá tôi đó. Cá tôi 7 triệu đó. Coi 8 triệu nhậu không? Còn 7 triệu là hốt lên. 8 triệu đi. Cái gì vậy? Lên hỏi vợ đi. Lên hỏi bả đi, số chịu không? Bà Sáu đi chắc ăn. Dạ ăn cầu có cá anh Tông nè. Tôm bự nữa. Dạ đưa con tôm bự nữa. Ủa? Chị có tôm bự, ở trong tôm bự ơi. Tôm bự đi, chưa đi, với gã này tôm bự đi. Quẹo, hồi nãy đưa lên dây là đủ, đủ tiền nha. Trả tiền tôi rồi. Vô. Hả? Tôi. Đây 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 nó bự luôn, có kìa, nó mũi kìa. Nó mũi kìa. Nước một đống rồi. Mua xong mua đây tắt nước đi. Đó mà đúng không bên đó đó. Có kiến bự nghe gì đó. Bắt tôm để chứ rồi bỏ bỏ đây nè, bỏ đây nè, bỏ đây bỏ. Thôi thôi, cái lúc của mình vô hết mình. Thôi. Dạ, bắt cái cộng không? Dạ, thằng này rút tao, rút tao, rồi, cho tao nhờ. Cái này là con có thổi nhiều nhất nè. Mẹ rồi lấy chỗ với rừng quét á. Đó, đủ trả tiền tôi. Cái lăng rồi. Chui luôn rồi. Chui luôn quẹ ơi. Cá đó, cá đó đó ngon á. Cái số chui vô đây bắt cá không? Cá cứ vô, cá nhầm cá rẻ. Cứ đá cá cứ vô. Đầu nguyên kèm kè vô. Đúng rồi. Tát nước chở kè ghe kè. Mới tát rồi đó mà không nguyên sao bắt con. Bỏ đi kêu bắt tát mẹ đi để nó chìm một cái. Nó chìm còn hơn mà cái tôm mày chết nữa. Có gì? Nó nghiêng rồi nó vô rồi không tát ở rồi bắt vô. Vô quần què nổi cây không chân vô. Chết không nổi rồi.
được à. Nóc có tôm chưa?
xe cào vô nhóc chơi mà. Nay qua trễ, bên đây giờ này 3 giờ rồi. Mày Vinh. Con mày Vinh rồi mấy bạn ơi. Con nào con ấy. Nhảy không? Kiếm đồ đẩy. Cái bao này đâu? Lên trên cái gian hàng cái đẹp tuyệt vời đúng không ạ? Xài lũ rũ cá có ớt rồi chạy chơi bự. Vỏ này là chày ghê nữa mày. Cái lưới rồi lưới chày, chày ghê. Ủa tôm kìa. Chày ghê phải không anh? Chúng tay. 4 giờ rồi vậy. Gần 4 giờ chứ chưa được 4 giờ đâu. Ờ mấy ba gì ngữ à Vũ ơi. Lưới này lưới chày ghê đó mày. Ủa tôm rồi. Đã. Ô ô kìa. Quá trời luôn rồi. Chày ghê dính đó mày. Chày ghê dính nó ngát luôn mày. Mới lớn thì cha mẹ đi sông nước các bạn. Đây là cái xuồng chài ghê này. Giờ này gần 5 giờ nha bạn. Cá bán gần hết rồi. Trễ mình đi về. Hôm qua có cá tôm bữa nay không có đem gì về hết. Tạm biệt mấy bạn nha. Hẹn gặp lại trong một clip khác nha.